Hôm nay, ngày 12 tháng 9, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. Báo cáo về công tác điều trị, bác sĩ Đoàn Ngọc Huệ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ đã được thành lập trên cơ sở Bệnh viện huyện Cần Giờ với công suất 600 giường bệnh. Trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.900 bệnh nhân, đã có khoảng 4.500 bệnh nhân hồi phục và xuất viện, hiện chỉ còn hơn 400 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ đã đề xuất với Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp về nguồn máu cung cấp cho bệnh nhân để chủ động đối phó với kịch bản có thêm F0 trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của các y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện dã chiến thu dung COVID-19 Cần Giờ. Đặc biệt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ đã hoàn thành nhiệm vụ làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xây dựng ngân hàng máu sống ngay ở tuyến huyện, đảm bảo công tác nhiễm khuẩn để chủ động nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 khi cần.